Hello, chào các bạn. Hiệp chia sẻ cái cảnh mà đi chiếc xe điện, xe dây cáp treo á, nó kéo cái tàu cáp điện này cổ lắm rồi, cổ xưa lắm rồi, tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha nha. Để các bạn xem nó đi như thế nào nha, thì cũng rất là tò mò. Cứ mỗi chuyến đi vậy là hành khách phải đợi 15 phút. Cái nghĩa là cái chiếc này nó chạy 15 phút, rồi sau đó mình ở dưới mình đợi. Rồi cái chuyến kế tiếp là cứ 15 phút mà chuyến nữa. Mà một chuyến như vậy là nó khoảng nằm ở 4 euro chứ chị. 4 euro mà họ không có lấy, không có trả tiền qua thẻ nhà băng được nha, phải trả bằng tiền mặt nha. Bây giờ đây gia đình mình đi lên trên cái tòa cáp treo này. Rồi đây, mình xuống đây, xuống đây. Không, ba lên trước để nó coi phim. Lên trước coi phim đi, lên đây. Thì đứng đây để quay phim. Quay phim của chị. Đây. Đây. Mấy mẹ con đang đứng dưới. Hay chị. Thì đứng đây để quay phim cho các bạn xem. Thì cũng rất là tò mò. Thật ra tụi này không có dự định là sẽ đi đâu, nhưng mà đi ngang qua thấy chiếc xe điện cổ xưa này, nó đang nằm ở cái dốc độ 45 độ đó quý vị, 45 độ đó. Thì quay lại cho quý vị xem cái dốc như thế nào nha. Đó, quý vị xem. Dốc lắm. Dốc 45 độ luôn. Đó, cổ lắm, nó không có cái gì đâu. Cái đầu toa tàu thì chỉ có cái bánh lái này thôi. Bánh lái này thôi. Chứ chẳng có một cái bàn đạp thánh hay là cái gì cả. Chứ thánh thì sao vậy? Thì đứng ở đây, thì đứng đây. Thì đứng đầu luôn. Thì đứng đầu ngay chỗ tay lái thôi. Bắt đầu chuẩn bị khởi hành nha. Bắt đầu. Vui lắm, thú vị lắm. Đi trên chiếc xe đầu tàu, xe cáp treo, xe cái xe điện rất là cổ xưa luôn. Không biết nó được xây dựng từ năm nào. Bắt đầu. Sao chuyển động? Ồ, 45 độ các bạn ơi. Thú vị lắm, nó giống như kiểu mà mình được chơi trò chơi trẻ con nữa. Đây, bắt tài. Tiếp tục đang chạy thì có một chiếc xe nó dừng giữa đường, thành ra bắt tài phải dừng lại quý vị. Chỉ có cái tay cầm này thôi nè, có cái cần gạt này thôi á, mà lái sao hay thì cũng
lên thì chiếc về. Chiếc lên chiếc về vui lắm. Cái đất nước Bồ Đào Nha này nó còn tận dụng lại những cái phương tiện di chuyển cổ xưa để mà câu khách. Thật sự thì con người mình sống trong cái thời đại học kỹ thuật này, mình đã tận hưởng được những cái điều mà phải nói tiện dụng mà nó tối tân rồi, nhưng mà mình vẫn thích những cái gì, mình vẫn thích cái hoài cổ. Chính vì vậy mà từ áo quần cho tới những cái design mà từ thời năm bảy thập niên 50, 70, 80 năm thập niên 30 thì nó vẫn còn có những cái hình ảnh mà người ta muốn đi lại cái thời gian đó. Hoài cổ bây giờ phải nói là rất là popular, rất là coi như là rất được ưa chuộng tại một số các nước châu Âu. Vui lắm cái gì đó. À, nó tới lên tới đó nó dừng lại thôi ha, hay quá. Nó chạy lên tới đây thôi, kéo lên tới đây thôi á, chỉ có một đoạn đường thì nghĩ là khoảng chừng 500 mét thôi. Một đoạn đường có 500 mét mà 3,8 euro là coi như là hơn 4 đô la đó các chị. Hơn 4 đô la một người mà chạy có 500 mét á. À, nó tới đây. Thôi bây giờ tụi này xuống đây. Vì ai muốn đi trở lại thì trở lại, còn như tụi này xuống đây. À, hay chưa? Nó mở ra cho mọi người xuống rồi. Ai muốn xuống không? Mình xuống ha. Mình xuống. Bà xã với hai đứa nó đủ rồi. Một người 4 euro các anh chị. Nhưng mà nó cao hết sợ ha. Vui ha. Công nhận cũng Bồ Đào Nha cũng biết cách coi như câu khách kiếm tiền đấy chứ. Em đứng đây mình chụp hình tấm nè. Đây nè các anh chị. Là đứng đây đó, đứng đây chụp hình này. Thấy chưa, đó nó vẽ một đoạn đường khoảng gần 500 mét à, mà lấy một người 4 euro. Đây là hình ảnh nha, chiếc xe điện chạy trên đường ray cổ xưa tại thủ đô Bồ Đào Nha.